Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc một bài đọc dọc. Như vậy là hôm nay là bài số 3 mình luyện tập về dạng bài này. Mình sẽ cùng đến với cái bài đọc và phân tích xem là cái đáp án nó nằm ở đâu. Bài này nó hơi khác hai cái bài trước là cái đáp án của mình nó nằm ở ngay cái đoạn đầu. Và mình cùng thử phân tích xem là nó như thế nào nhé. Câu hỏi của mình là この文章で筆者が言いたいことは何か? Nghĩa là trong đoạn văn này, cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất là gì? Thì mình sẽ cùng bắt đầu phân tích nhé. 自分に家族がいることはあんまりにも当たり前すぎて、それがどれだけありがたいことであるかは薄なってみないとわからないものだ。Thì mình thấy cái chủ ngữ của mình nó là cái quá này nhá. Thì cái việc mà bản thân mình có gia đình thì Amarinimo ở đây là rất là cái gì đó. Đằng sau nó sẽ miêu tả cái mức độ. Thì nó nhân đôi cái mức độ đấy lên thôi. Có là Atarimai Sugite là nó quá là đương nhiên đi. Nên là Sodega thì cái điều đó Doredake Arigatai Koto de Aruka. Arigatai Koto là đáng trân trọng này, đáng biết ơn này. Doredake là đáng biết ơn và đáng trân trọng đến mức như thế nào ấy. Thì cái điều đó ấy thì nó đáng quan trọng hoặc là đáng biết ơn đến mức độ như thế nào đấy à được cả. Thì usunatte minaito, nếu như mà mình không bị mất thì là mình sẽ không thể nào hiểu được. Ở đây mình sẽ bắt gặp cả cái cấu trúc ngữ pháp đó là monoda, có là thông thường là như vậy, chân lý nó thường là như thế. Có nghĩa là cái việc mà bản thân mình có gia đình ấy thì nó quá là đương nhiên đi. Nên là nếu như mà mình không mất đi gia đình thì là mình sẽ không thể nào hiểu được rằng là cái việc đó là cái việc mà có gia đình đó nó quan trọng hoặc là nó đáng trân trọng đến mức độ như thế nào. Kodomo no ai đảo ạ, kazoku to mainichi kao o tsuki awasete are kore urusakute iwareru yori hayaku dokuritsu shitai to hitori kurashi ni akogaretari mo suru ga tatoeba yujin ni uragirarete kizutsuitari shigoto de suppai shite 落ち込んだりした時にただそばに家族がいるそれだけで救われたり癒されたりするそれは何者にも変えがたい。Ở đây mình thấy câu rất là dài. Bây giờ mình sẽ nhìn vào các cái cấu trúc ngữ pháp và đánh dấu vào nó này. Là cái ở đây là chủ ngữ này, là cái thời mà còn nhỏ ấy, trong cái lúc mà mình còn nhỏ ấy thì là cái awase được ở đây là đối mặt này, đối lập này, rồi là va chạm nhau đúng không? Thì hồi mà còn nhỏ ấy, khi mà phải hàng ngày va chạm hoặc là gặp mặt nhau ấy thì arekore cũng là một cái từ gôi, có nghĩa là cái nọ cái kia rồi cái này cái nọ. Urusakute iwareru được yori cũng là cấu trúc ngữ pháp này, có nghĩa là hồi còn nhỏ khi mà phải hàng ngày đối mặt với lại các cái thành viên ở trong gia đình ấy thì thay vì là bị nói những cái lời càm ràm này nọ thì hayaku dokuritsu shitai to hitori kurashi ni akogaretari mo suru ga là verb tari suru này, là mọi người sẽ làm sao sẽ rất là akogareru là mong muốn, khao khát, mong mỏi cái cuộc sống ở một mình và muốn tự lập một cách rất là nhanh chóng. Cả cái câu này có nghĩa là thời còn nhỏ này, khi mà phải hàng ngày đối diện với lại gia đình này thì thay vì bị nói những cái lời càm ràm này nọ, chúng ta sẽ thường hay khao khát rồi mong muốn được tự lập sớm hay cự độc cư lê chữ style và muốn được sống một mình. Thế nhưng mà làm sao ta tôi bà đây nó chính là cái ví dụ nhá, thì mình chỉ đọc tham khảo thôi để xem là cái ý người ta nói gì thôi. Thì ta tôi và Yujin ni uragirarete kizuitari là bị bạn bè phản bội này, rồi bị bạn bè làm tổn thương này, rồi trong công việc thì bị thất bại, rồi chán trường này, những cái lúc toki ni đúng không, những cái lúc như vậy thì tada soba ni kazoku ga iru, tada đây là chỉ cần là gia đình có ở bên cạnh thôi, thì sore dake de chỉ cần như vậy thôi là đã cảm thấy được cứu vớt này, rồi được iyasaretari suru là được an ủi này. Thì cái điều đó là một cái điều mà khó mà có thể thay thế được cho bất kể một cái gì. Nanigoto ni mo kaegatai là bất kể một cái gì thì cũng không thể nào, khó lòng mà có thể thay thế được.
thì mình sẽ cùng phân tích đáp án ở đây nhé. 家族がいることには良い面と悪い面の両面がある。Là trong cái việc mà có gia đình ấy, thì nó sẽ có cả mặt tốt và mặt xấu. Thì cái câu này nó sai ở cái ý là warui men này này. Ở đây trong cái bài này nó chỉ có mỗi một cái đoạn là thời còn bé, khi mà phải hàng ngày gọi là va chạm mặt nhau ấy, thì mọi người sẽ thích là đi ở một mình và tự lập, chứ không muốn là bị nói hoặc là bị nhắc nhở này nọ rồi càm ràm rồi nãy kia, đúng không? Thì cái đấy nó không phải là hoa rơi mèn. Tiếp đến nó có cái từ yori ở đây nữa, là thay vì là bị nói cái nọ cái kia thì là mọi người thường hay có cái mong muốn là đi ra ngoài thôi, chứ còn không phải là người ta nói về cái mặt xấu hoa rơi mèn của cá dâu cự. Nên là cái câu số 1 này bị sai nhá. Câu số 2 là gì? Tsune ni kazoku ni taisuru kansa no kimochi o wasurete wa ikenai, là không được phép quên cái lòng biết ơn đối với lại gia đình, có là luôn luôn không được phép quên. Thì cái đoạn mà wasurete và ikenai này người ta cũng không có nói tới, không có cái câu nào trong bài nói là phải thế nọ rồi phải thế kia cả, nên câu này sai. Câu 3 là gì? Kazoku no arigatasa wa wakatetemo kuchi de wa ienai mono da, là cho dù là mình biết cái sự trân trọng hoặc là cái lòng biết ơn đối với gia đình, nhưng mà mình không thể nào nói được bằng lời, thì cái cư chi đều vào INI người ta cũng không hề nói tới. Nên đáp án của mình nó chỉ có cái 4 này thôi, là nó nằm ở ngay chính cái câu đầu tiên của mình ấy, là có gia đình ấy là một cái việc vô cùng là đương nhiên, vì nó quá là đương nhiên như thế nên là phải khi mà mình usunatte minai to, mình không mất đi gia đình thì là mình sẽ wakaranai, không biết được rằng là nó dore dake arigatai koto de aru ka, có là mình không mất gia đình thì mình sẽ không thể nào biết được là nó đáng trân trọng đến mức độ như thế nào. Ví dụ như là khi mà mình sống một mình đi ra ngoài tự lập mà bị bạn bè phản bội này, bị công việc thất bại này, rồi khi mà chán trường thì chỉ cần là sao, chỉ cần có gia đình ở bên cạnh thôi, cái lúc đấy đã không còn gia đình rồi, ở một mình rồi, thì chỉ cần có gia đình ở bên cạnh thôi là đã cảm thấy được an ủi này, rồi được cứu vớt này, đúng không? Thì cái đoạn tá tôi bà đấy nó chính là cái ví dụ để minh chứng và chứng minh cho cái câu đầu tiên, là phải đến khi mà mình mất đi gia đình, mình không còn gia đình nữa thì mình mới biết được rằng là nó dore dake arigatai koto de aru ka. Nên đáp án của mình nó là cái số 4 này này. Kazoku wa yuichi muni no sonzai da ga, mặc dù gia đình là có 102, có 102 thì nó chính là bằng với cái ý là mono nanimono ni mo kae katai, là khó mà có thể thay thế được bằng một cái thứ gì khác, có nghĩa là có 102. Thế nhưng mà fudan wa sore ni kizukanai mono, thế nhưng mà bình thường chúng ta không có nhận ra, phải đến khi mà usunatte minai to wakaranai mono da, là đến khi mà mình phải tự mất đi rồi thì mình mới biết được cái tầm quan trọng của gia đình. Nên đáp án của mình nó là cái số 4 nhá. Trong hai cái bài trước ấy, đáp án của mình phải luận từ cái câu cuối, sau đó là lật ngược lại trở về đầu và nối các ý nó lại với nhau. Còn cái bài này thì đáp án nó nằm ở ngay cái câu đầu luôn, và nó đưa ra cái chân lý luôn, đưa ra cái lời quả quyết luôn. Sau đó là nó sẽ giải thích ở phía đằng sau để mà chứng minh cho cái mono đấy, đúng không? Cho cái chân lý đấy, cho cái điều đó. Nên là mình sẽ biết cái cách hành văn của họ và biết cái cách mà để tính đáp án, nó là cái làm số 4 nhá. Thì hôm nay bài của mình kết thúc ở đây. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.